Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm 2023, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt được những kết quả thiết thực. Trong đó làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Cấp ủy chỉ huy các cấp cụ thể hóa nội dung tuyên truyền giáo dục bằng nhiều phương pháp, cách làm hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, khai thác hiệu quả trang thông tin điện tử Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hội nghị đã thảo luận và xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị Ban chỉ đạo 35 và các cơ quan đơn vị phát huy vai trò trách nhiệm, nêu gương của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ nâng cao ý thức tự giác trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.